Vâng, thưa quý vị các bạn, hiện nay tôi đang đứng bên cái cột mốc 1309, là một trong cái cột mốc đầu tiên của cái tuyến biên giới của Quảng Ninh với lại Trung Quốc. Có thể nói là cho đến ngày hôm nay, cuộc xâm lược của Trung Quốc đã đi qua 40 năm. Cột mốc đã được xác định một cái vị trí tuyệt vời. Cột mốc này được cắm năm 2011 và trở thành một cái cột mốc và vĩnh cửu ở đây. Và cũng trở thành một cái địa điểm mà không chỉ nhân dân Việt Nam mà nhân dân Trung Quốc và bạn bè quốc tế có thể đến đây để thăm, để xác định cái cột mốc này. Giữa hai nước cắm một cái cột mốc là câu chuyện rất lâu dài và cả một vấn đề rất lớn. Và các bạn đã biết rằng là để cắm được cột mốc này đã trải qua rất nhiều thăng trầm giữa hai nước bên cái dòng sông Ca Long. Trong đó có cái xảy ra là ngày 17 tháng 2 năm 1979, Trung Quốc đã huy động toàn bộ 9 quân đoàn tấn công biên giới phía Bắc của Việt Nam. Và hôm nay chúng tôi đang trở lại đây để thấy rằng nhân dân hai nước, vâng, cái tình cảm tuyệt vời, nhân dân của hai nước đã đi lại qua cửa khẩu Móng Cái này. Và các bạn đã nhìn thấy hình ảnh là nhân dân của hai nước đi lại rất tự do, rất thoải mái, rất vui vẻ và rất hòa bình. Trải qua những cái năm tháng có thể nói vô cùng khó khăn, ác liệt. Ở nơi đây các bạn có thể nhìn thấy trên cái quả đồi mà chúng tôi muốn dẫn đến quý vị và các bạn. Ở nơi đây chính là một trong những mặt trận chiến đấu mà nhà báo Huy Thắng đúng ngày 17 tháng 2 năm 1979 đang có mặt ở nơi đây. Vâng ạ, ngày đúng ngày 17 tháng 2 năm 1979 vào lúc 5 giờ đến 5 giờ 30 phút, Trung Quốc đã đồng loạt nổ súng tấn công Việt Nam và xâm lược Việt Nam. Và để cái tấn công xâm lược Việt Nam thì Trung Quốc đã dùng loại bộ hỏa lực, pháo cối đánh sập khu vực thị trấn Móng Cái, đánh sập đồn công an của Việt Nam ở ngay ở bên cạnh cửa khẩu và đánh sập nhà máy sứ Móng Cái. Và ngay đúng cái thời gian đó thì phóng viên nhà báo Huy Thắng đã có mặt ở ngay để chứng kiến, để viết một bài ghi nhanh, để gửi phóng sự về ở trong nước để thông báo cho nhân dân biết rằng là Trung Quốc đã xâm lược Việt Nam. Hôm nay chúng tôi nhắc lại điều đấy, không phải gợi lại một sự hằn thù, không phải gợi lại một cái cuộc chiến tranh đẫm máu để làm gì, mà muốn nhắc lại đấy là lịch sử. Bởi vì cái lịch sử đấy chúng ta cần phải nhắc lại, cần phải nhìn lại. Và ngày hôm nay chúng ta có tình hữu nghị của hai nước, nhân dân đi lại hòa bình, thì chúng ta cũng nhắc lại một cái mốc lịch sử rằng đất nước đã trải qua những cái thời kỳ khó khăn, vất vả, đau thương và đổ máu như vậy. Hôm nay chúng tôi muốn trở lại đây, muốn nói đến các vị và các bạn rằng, vâng, biên giới của hai nước đã được hòa bình và biên giới của hai nước đã thực sự là bắt tay và người dân có thể đi lại, cảm thấy rằng không ai còn nghĩ lại, không ai còn có thể nói là rất ít có ai nhớ lại cái mốc lịch sử 17 tháng 2 năm 1979. Nhưng đối với chúng tôi là những người lãnh, những người làm báo, những người cầm bút, những người cầm máy đã từng chụp những bức ảnh này và muốn báo cho nhân dân biết rằng, vâng, câu chuyện đã đi qua 40 năm. 40 năm ấy là cả một quãng đường. Câu chuyện không phải là đơn giản, không phải là đơn giản. Nhưng để có một cái đời sống kinh tế, chính trị hòa bình như hôm nay thì đã trải qua như thế nào? Vâng, đất nước Việt Nam cũng như bạn bè trên khắp thế giới đã được chứng kiến một cái sự đổ máu, sự hy sinh, sự anh dũng của nhân dân Việt Nam để chống lại một cái tập đoàn bành trướng và để xây dựng được cái đất nước hòa bình như hôm nay là cả một câu chuyện rất dài. Vâng, chúng tôi hôm nay cũng gặp nhà báo Vũ Ngọc Cầm. Vâng ạ, thưa ông Vũ Ngọc Cầm, trong những ngày trước khi xảy ra năm 1979 thì lúc đó ông là nhà báo, tôi biết rằng ông đã được là cái người phóng viên thường trú ở đây và ông đã chứng kiến gì ở ngay trên đầu cầu Bắc Luân này? Đây là cầu Bắc Luân, trước mặt chúng ta là cầu Bắc Luân. Và có thể nói là vào những cái thời điểm nghiệt ngã nhất, tháng 9, tháng 8, tháng 9, tháng 10 của năm 1978, thì lúc ấy là có cái sự vận động của phía Trung Quốc, cho nên là cái người Hoa từ khắp cả các vùng miền ở trên miền Bắc Việt Nam là người ta dồn về đây để người ta về công ty Trung Quốc. Nhưng mà bên Trung Quốc người ta chặn này ở chính giữa cầu, vì nửa bên kia là thuộc lãnh thổ của Trung Quốc, còn nửa bên đây là thuộc lãnh thổ Việt Nam. Và người ta đã để người Trung Quốc, những người Hoa đấy, ngồi suốt từ giữa cầu cho đến tận đến phía trong này, cho đến như là có khoảng gần một cây số, có cả bà già trẻ em ngồi sát lạt ở trên cây cầu này. Có thể nói là đội nắng, đội mưa, do chính người Hoa này bị cái đất nước mình tạo cho mình một cái nỗi đau đó.
Vâng ạ, cái hình ảnh mà các bạn đang nhìn đây chính là thành phố Đông Hưng của Trung Quốc. Vâng ạ, chúng ta giữa hai nước chỉ cách nhau một cái dòng sông nhỏ bé như thế này mà thôi. Về phía bên Trung Quốc thì họ xây dựng những công trình rất cao tầng và nằm rất sát với lại bờ sông, có nghĩa là rất sát với lại biên giới của Việt Nam. Vâng ạ, các bạn có thể nhìn thấy cái dòng sông Ca Long rất nhỏ bé. Như một cái điều đặc biệt, các bạn đã nhìn thấy cái dòng sông nó uốn lượn về phía bên Việt Nam. Các bạn có thể hình dung tại sao nó uốn lượn như vậy không? Vâng, chúng tôi muốn nói với các bạn thế này. Trong những năm tháng mà trước khi xảy ra cái cuộc chiến năm 79 thì nhà báo Huy Thắng đã có mặt ở đây và đã biết được là ở phía Trung Quốc họ đã làm gì ở bên bờ sông. Một cái rất đơn giản, đấy là một cái cầu xuống, các bạn nhìn thấy giống như cái bậc xuống bờ sông để lấy nước. Nhưng không chỉ có lấy nước, các bạn hãy nhìn thấy họ xây nó có cái độ chéo sang Việt Nam, để khi cái dòng nước mà nó vấp phải cái mố như thế này, gọi là cái mố, cái bậc thang xuống lấy nước, thì cái dòng sông nó sẽ đẩy về phía Việt Nam. Và cái điều đấy nó sẽ làm xói mòn, nó lở cái đất của Việt Nam. Và đấy là một trong cái mục tiêu, một cái ý đồ gọi là mưa dầm thấm lâu, dùng cái dòng nước để xói mòn cái phần đất của Việt Nam, làm cho cái biên giới nó dịch chuyển cứ hàng ngày, hàng năm tháng, qua đời này qua đời kia, thì nó sẽ xói mòn cái đất Việt Nam và lấy đường lấn từng mm một, từng một hạt cát một, hòn đá một để về đất Trung Quốc. Mặc dù bây giờ thì hai đất nước đã rất hòa bình và các bạn đã thể nhìn thấy nhân dân đi lại ở đây rất đông vui, có thể nói là tấp nập. Vâng, các bạn có thể nhìn thấy hình ảnh vô cùng tấp nập. Vâng, chúng tôi đang muốn ghi lại cái hình ảnh một các bạn buổi chiều hoàng hôn ở cái dòng sông Ca Long. Một cái dòng sông mà chúng tôi đã từng chứng kiến rất nhiều những cái sự kiện xảy ra ở đây, có thể nói là khó và cũng không muốn nói hết tất cả những cái gì đã xảy ra ở đây. Vâng ạ, thưa quý vị và các bạn, cái vạch chấm trắng đỏ này, đấy chính là vạch biên giới ở trên cầu. Có nghĩa là trên cầu thì chia đôi cái cầu, và phía bên tôi đứng là phía Việt Nam, và phía bên ô tô mà các bạn đang nhìn thấy chạy, đấy là phía của Trung Quốc. Vâng ạ, theo một cái nguyên tắc cơ bản nhất của biên giới, tức là với dòng sông thì chỗ nào sông nhất, đấy là biên giới. Và ở trên núi thì chỗ nào cao nhất thì đấy cũng là cái vạch phân chia biên giới ở núi. Và có lẽ vì thế cho nên dòng sông luôn luôn được lái chuyển, và cũng như là trên núi thì có thể dễ bị sạt lở để tạo ra những cái cột mốc thay đổi và dịch chuyển khác nhau. Và đó cũng là vấn đề mà biên giới hai nước luôn luôn có những sự căng thẳng hay là nóng bỏng, cũng bắt đầu từ đấy mà ra. Vâng, thưa quý vị và các bạn, và chúng tôi muốn kết thúc cái chương trình này bằng một lần nữa chúng tôi giới thiệu lại nhà báo Huy Thắng, nhà báo Vũ Ngọc Cầm và nhà báo Lê Hồng. Chúng tôi đã có mặt đang đứng ở trên cầu Bắc Luân, cầu nối liền giữa Việt Nam và Trung Quốc, một cái cầu hữu nghị, một cái tình cảm hữu nghị. Và có thể nói là đến bây giờ các bạn đã nhìn thấy cái hình ảnh hữu nghị giữa hai nước rất tuyệt vời, bởi vì nhân dân đi lại rất thoải mái theo một nguyên tắc quốc tế, và bà con có thể mang hàng hóa đi lại buôn bán cũng như là tham quan du lịch ở hai nước khác nhau. Chúng tôi tin rằng và hy vọng là cái tình hữu nghị này mãi mãi tốt đẹp và được giữ vững mãi mãi và phát triển bền vững cho đến muôn đời. Chúng tôi xin cảm ơn quý vị và các bạn đã dành